Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ xảy ra lũ quét kinh hoàng tại bản Mừng Pồn 1, xã Mừng Pồn, huyện Điện Biên xảy ra vào tối qua 24 tháng 7. Hiện nay thì công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do cái lượng đất đá tràn về rất là nhiều. Tuy nhiên với cái phương châm là còn người mất tích thì vẫn còn tìm kiếm thì hiện nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang nỗ lực tìm kiếm. Và theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết thì cái tuyến quốc lộ 12 này ít nhất phải 2 ngày nữa mới có thể thông tuyến được. Mưa lớn xảy ra đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7 đã gây ra trận lũ quét lớn tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến 2 người chết, 5 người mất tích, nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét. Đây là toàn cảnh hiện trường còn sót lại của bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn sau trận lũ quét trong đêm. Bản làng chỉ còn lại bãi đất đá với gốc cây lồm nhồm. Trận lũ quét bất ngờ trong đêm khiến cho người dân Mường Pồn không kịp trở tay. Đến trưa ngày 25 tháng 7, ít nhất có 7 người mất tích, trong đó hai mẹ con đã tìm thấy thi thể tại hiện trường. Chưa từng có xảy ra trên khu vực này. Theo bà con đánh giá, nói là khoảng độ trong vòng 30 năm này là chưa có trận lũ nào kinh hoàng như thế này. Chúng tôi đang tổ chức chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiếp tục tổ chức tìm kiếm những người mất tích. Bộ phận thứ hai là chúng tôi tổ chức di rời tài sản cho những hộ gia đình mà có khả năng nằm trong các khu vực kiểm tra rồi di rời tài sản của những hộ gia đình nằm trong nguy cơ có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như có tiếp tục mưa lớn xảy ra. Sau khi xảy ra trận lũ quét lịch sử, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội, biên phòng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Điện Biên cùng người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do lượng bùn đất quá lớn khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Để giúp dân di rời những cái nhà nguy cơ cao sạt lở ra vị trí. Thứ hai là phối hợp với lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương và toàn thể bà con nhân dân tập trung cho tìm kiếm nạn nhân người mất tích. Thì trước mắt đã tìm thấy hai mẹ con đã bị chết và đưa về gia đình. Thế còn lại cái số người đang chưa có thông tin thì đang tích cực phối hợp với địa phương tìm kiếm. Tôi tập trung lực lượng để tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích. Cái thứ hai, chúng tôi cho trinh sát trên các cái vùng đồi mà có hộ dân sinh sống để có cảnh báo trước cái nguy cơ sạt lở và di chuyển người dân tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Về quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh chúng tôi thì quyết tâm là còn người mất tích thì còn tìm. Thống kê ban đầu, 7 người chết và mất tích. Trận lũ quét còn khiến 2 người khác bị thương, 10 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 8 ngôi nhà bị đổ sập, khoảng 100 nhà khác bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng khiến cho 40 hectare lúa bị vùi dập và 2 hectare thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Quốc lộ 12 từ Điện Biên đi Lai Châu cũng bị chia cắt hoàn toàn.